Xin chào mọi người, mình là Daniel tới từ tiên Academy Kênh về đầu tư và tự duy hay nhất tại Việt Nam Thì cái video này mình sẽ chia sẻ Những cái dụng cụ bạn phải có Để trở thành một nhà đầu tư Trong cộng đồng tiền điện tử Cũng giống như Bitcoin, Ethereum Và những đồng khác Thì cái video này Là rút từ à, Kinh nghiệm của mình à, Từ 2018 đến giờ Thì mình muốn trao cho bạn để bạn có nghĩa là trước khi bạn đi ra trận á, có nghĩa là bạn chưa đi chiến tranh á, thì bạn phải có những cái dụng cụ này thì bạn mới thắng được cái cuộc chiến. Còn không thì chỉ thấy máu mà máu mà máu mà thôi. Ok. Thì rõ ràng bạn cũng biết cái đầu tiên mình muốn nói tới đầu tư vô tiền điện tử nó cũng giống như một cái thể thao mà phải 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 chảy máu. Cũng giống như là boxing hay là muay thái hay là đánh bóc hay là gì đó thì phải chảy máu cái này là một thể thao mà sẽ chảy máu nó là một thể thao nó dính tới máu ok thì thì bạn phải chuẩn bị trước trước cái tinh thần của mình nghe tinh thần của mình có nghĩa rằng không ăn thua cái thị trường nó lên hay xuống nha lúc mình bước vô đó mình bước vô mình chơi là cái con tim ok phải bỏ nó đi qua một một bên bỏ qua một bên mà chỉ cứ dùng cái đầu để phân tích thông tin nếu mà những cái người mà dùng con tim nhiều quá hay là yêu nhiều quá quá khứ đúng không mình dùng con tim để bạn xác định tất cả mọi thứ mình phải biết mình là ai nếu bạn dùng con tim mà mình ra quyết định tất cả mọi thứ thì bạn không phải bạn không nên uh, dính vô uh, tiền điện tử hay là hay là cổ phiếu của phần Nha bởi vì bạn sẽ bị đầu tiên bạn sẽ bị đau tim cái đó là cái 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 thông tin đầu tiên mà, mà, mình muốn cho cho bạn nghe và bạn bạn sẽ không tồn tại được lâu ok đây là một đầu tư trong cộng đồng trong tiền điện tử là một cái môn thể thao mà phải chảy máu mà ok để bạn thành công thì bạn phải đem cái công ty mà bỏ đi một chỗ khác mà chỉ dùng cái bộ não của bạn để phân tích thông tin mà đầu tư thôi ok cái đó là cái đầu tiên cái đó là cái dụng đầu dụng cụ một cái đồ nghề đầu tiên mà bạn để bạn làm sao uh, thành công trong cộng ở uh, trong tiền điện tử cái thứ hai mình muốn trao cho bạn là uh, thì ngay bây giờ mình cũng đã biết tiền điện tử ngay bây giờ là nó biết là nó nếu mà nói về Bitcoin thì nó có 13 năm lịch sử nhưng so với tiền tệ so với vàng so với bất động sản hay là những cái đầu tư khác thì nó quá mới mẻ mới mẻ nghe thì để cái cái rủi ro của mình là ít hơn đúng không thì chỉ đầu tư khoảng cỡ 5 tới 20 phần trăm tài sản của mình nếu cái lứa tuổi bạn càng trẻ thì cái phần trăm của bạn đầu tư có thể nhiều hơn nếu cái lứa tuổi bạn đã bạn có một lứa tuổi lớn rồi đó thì cái phần trăm nho nhỏ thôi 5 10 hay là hoặc ít hơn ok và nhấn mạnh thêm một lần nữa là bỏ con tim đi chỗ khác nếu bạn đầu tư trong cộng đồng điện tử. Okay. Cái kế tiếp mình muốn nói là bạn phải có, cái, có cái tính chất kiên trì năm này qua năm nọ, chứ không phải ngày một, ngày hai. Những cái người đầu tư vĩ đại trên toàn thế giới này là người ta dính với nó cả hai ba chục năm. ngày hai ba chục năm, bốn năm chục năm, chứ không phải là ngày một, ngày hai những cái ngày 1, ngày 2 á, thì bạn cũng có thể nghe thắng. Nhưng uh, cho một ví dụ giống như bạn lấy được một cái thông tin này của mình nha, hay là bạn lấy được một thông tin này của một người khác. Bạn đánh một cái con gọi là shitcoin, là mấy cái con mà gọi là meme coin hay là vớ vẩn thôi đó. Bạn thắng. Bạn thắng được 5 10 ngàn gì đó đô la. Nhưng ngày mai ok, tại bởi vì bạn cũng chỉ có đi theo xu hướng thôi người ta nói gì bạn làm đó bạn không có đào sâu về những cái cái đồng đó và sau này bạn sẽ uh, bạn sẽ bạn sẽ vấp và bạn sẽ mất lại những cái tiền của của bạn nghe thì bởi vì vậy thì bạn kiên trì kiên trì làm gì kiên trì học hỏi hàng ngày có thể là kiên trì uh, một cái đồng nào mới ra đúng không thì mình phải kiên trì học nó sâu xa bạn có thể theo dõi cái kinh này mở cái chuông đăng ký và những thông tin hữu ích về đồng này đồng nọ về cộng đồng tiền điện tử thì mình cập nhật nó hàng ngày thì mình cho bạn rồi sau đó bạn phải đi đào sâu vô nữa bạn đi xác định thông tin không nên tin tưởng bất cứ người nào trong cộng đồng tiền điện tử nha bất cứ chơi riêng nó còn ở trong tiền điện, điện tử là mình rõ rõ, rõ, rõ rõ ràng phải biết rồi thì có nghĩa là mình cập nhật thông tin nhưng mình phải kìm cái nguồn nào để xác định nó thông tin nó đúng 100% rồi sau đó mình dùng nó cho à, tạo lợi nhuận cho chính bản thân mình không nên tin tưởng bất cứ một người nào trong cộng đồng tiền tử biết biết rằng có thể là cái cái người đó cho bạn thông tin là một người tốt cho là một người tốt và cái người tốt đó có thể cũng có thể hại bạn bởi vì cái người tốt đó người ta lấy được cái thông tin này và người cứ lên người ta cho bạn thôi đúng không nhưng lỡ cái thông tin của người tốt đó, đó là không không 100% hoàn toàn chính xác thì có phải là là người đó hại bạn không đúng không nhưng người ta không muốn hại bạn nhưng lỡ người ta hại bạn thì sao đúng không thì bởi vì vậy thì bạn phải đi xác định không à, xác định thông tin với những cái nguồn bạn có ở trên mạng nghe để ra quyết định ra quyết định bất cứ mua bán hay là sau đó thì bạn phải đi xác định con thông tin mà tự mình là người ra quyết định với cái đầu tư của mình, ok? ở đây là trò chơi của người lớn chứ không phải là trò chơi của con nít, ok? chừng nào bạn tất cả những cái gì bạn quyết định, đó, ok? và bạn chỉ chính bản thân mình mình chịu trách nhiệm cho nó thì bạn trở thành người lớn rồi chứ không phải con nít, nghe? thì bạn phải tự đi xác định thông tin cho nó đúng rồi tự ra quyết định cho chính bản thân mình ở đây mình cho bạn thông tin bạn nhiệm vụ bạn là đi xác định nó đúng hay sai rồi bạn là người ra quyết định có muốn đầu tư hay không ok à, và cuối cùng để bạn thắng trong cái cuộc chơi này ngay bây giờ nha là những cái đồng tiền bạn đầu tư vô nó gọi là tiền bạn không cần tới từ 2 tới 3 năm 2 3 năm cái đó là gọi là đầu, đầu tư lâu dài từ 2 tới 3 năm thôi. Ok. Những cái đầu tư khác giống như cổ phiếu cổ phần hay là tất cả mọi thứ khác thì 5 tới 10 năm bạn mới hái được. Nha, còn đầu tư trong cộng đồng điện tử thì nó nhanh hơn, chỉ có 2 tới 3 năm nữa. Mà nó cũng trùng hợp với cái having của 2024 kế tiếp. Ok. À, ngay bây giờ mình có thể cho bạn 100 cái chart thống kê đây là là ngay bây giờ là nó bắt đầu cái đường nó đi lên lại rồi để nó lên nó phá cái điểm 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 đỉnh của nó vừa rồi là 69 000 ngàn đang nói về bitcoin ok 69 000 ngàn nhưng nó sẽ kéo thá nó kéo khoảng cỡ 15 14 15 tháng nữa nó mới vượt qua cái đỉnh cũ của nó thì trong cái thời gian này nó sẽ xuống và lên xuống và lên rất là bất thường cái đó là mình đang diễn tả về bitcoin thì nếu bạn rót vô trong nó thì bạn phải có một cái thời gian từ hai cho là 2 tới 3 năm là tiền đó bạn không cùng tới uh, dùng tới chứ không phải là ngày mai uh, lỡ bạn cần bạn nhảy vòng vé và bán lỗ uh, mình không đừng 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 chơi cái trò chơi vậy những cái tiền mà bạn rót vô nó ngay bây giờ là cái nghĩa cho là ngày mai rồi bạn không cần nó từ 2 tới ba năm đến bị đến đây đến uh, từ đến tới 2 tới 3 năm và không đụng tới nó ok hoặc Cách thứ hai là bạn là một người ok Bạn chia cái tài sản là bạn có 100 đô bạn chia cái tài sản bao là làm là làm làm hai phần. 50% là bạn mua bạn giữ. Còn 50% là bạn mua bán hàng ngày. Bạn mua bán hàng ngày với mục tiêu để sinh lời. Rồi sau đó rót vô cái phần 50% mà giữ đó nhiều hơn để tạo một cái tài sản cho tương lai. Tương lai. Thì đó đây là gọi là qua qua 10 mà uh, qua, qua từ 2018 đến giờ những cái gì mình học được và mình cũng đã có giữ những cái đồng nhà những cái đồng mà gọi là lúc ban đầu mình nhảy vô đó mình cũng mình không biết một cái gì đó mình cũng phô mồ mình cũng học theo mình đi theo những cái cái này người nọ đúng không mình mới lúc đầu tiên nghe thì mình ngay bây giờ mình đang giữ tới 80 80 đồng lận 80 đồng lận và những cái đồng ngay bây giờ nó đã xuống khoảng cỡ xuống có 80 90 nhưng mà mình vẫn giữ nó mình vẫn giữ nó bởi vì mình biết một ngày nào đó nó sẽ lên lại ok trong 80 đồng đó chắc chắn là 80 đồng nó sẽ không lên lên hết giỏi lắm 20 đồng trong 80 đồng nó sẽ lên nha 20 đồng trong 80 đồng nó sẽ lên và chỉ, mình chỉ cần vậy thôi chứ không cần gì nhiều hơn nha thì bởi vì vậy những gì mình cái kênh này những gì mình học được trước đây và hàng ngày. Mình sẽ truyền đạt cái thông tin đó lại cho bạn. Nhưng mình mình muốn nhấn mạnh một điều là bạn phải đi tìm thông tin để xác định, đúng không? Và tự ra quyết định để đầu tư. Kênh này không chịu trách nhiệm cho bất cứ một cái gì hết cho bạn. Nha, thắng hay thua thì cái đó là cái quyết định của bạn, đúng không? Và cái kênh này cũng nói luôn là mình ngay bây giờ thì mình không có bán một cái thông tin gì cho bạn hết biết là những cái thông tin mình đẩy ra là bạn có thể tạo lợi nhuận nhưng mình không muốn bạn đăng ký một cái gì đó và ngay bây giờ mình cũng không có một trang website để bạn sign up rồi trả tiền này chuyện nào không có ok à, tương lai à, thì mình không biết được đúng không có thể mình sẽ bắt đầu ghi những cuốn sách này sách nọ ok có thể là mình sẽ tư vấn cho những người có à, 500 tỷ 1.000 tỷ trong tay để người ta có thể xin xin thêm lợi nhuận ok nhưng OK kinh này tạo ra để chủ yếu là giúp đỡ bạn. cho những cái người nào, uh, cái cái công việc chính đó, những cái người nào đang bán thời gian cho đồng tiền, thì mình muốn giải quyết cái công việc đó cho bạn là giúp bạn trở thành một người đầu tư, đầu tư, OK và không bán thời gian cho đồng tiền. Bởi vì sao? Bởi vì cái con đường mòn mà bạn đang đi, OK, thì bài mình đã là đi rồi. Mình là một người uh, bắt tay từ hai bàn tay trắng, nghe và rất là cực khổ ok đã trải nghiệm chiến tranh đã trải nghiệm cuộc đời năm nay mình 41 tuổi và mình cảm giác được mình đây là 81 tuổi chứ không phải là 41 tuổi bởi vì mình đã trải nghiệm rất nhiều rất nhiều mười mấy tuổi mình đã bước ra đường rồi ok và mình đã chiến tranh hai năm mấy ok và mình đã ở giống như mình đi du lịch mà mình phải ngủ ngoài đường mười mấy nước ok rồi cả 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 ngang ngàn ngàn thứ khác thì mình cảm thấy là mình đã trải nghiệm rồi trải nghiệm đủ rồi, ok. thì đây là những gì mình biết, ok. cái kênh này nói hai vấn đề là về mặt đầu tư giúp cho bạn trở thành một phần trăm trong cái vấn đề tài chính và cái thứ hai mình sẽ cố gắng đẩy nhiều hơn. tại kỳ này mình hơi bận là mình sẽ nói về tư duy để trang phục cho bạn đủ dụng cụ, đủ dụng cụ để để sống một cuộc sống hoàn hảo trong trái đất này. Vậy thôi, xin chào mọi người.